nếu mọi người làm sốt spaghetti mà thấy cái nước sốt nó hơi vỡ vỡ nước ra cái phần thịt phần sốt nó không quyện thành một á thì đây là một số lưu ý nha trước tiên phát mì cho ổng đi làm mới đã nè hôm nay có thêm bánh ăn vặt nữa nè vậy nha trước đây mình từng làm mình sẽ đổ ùm cái phần thịt sống vô phần nước sốt cà chua cho nên lúc mà trang mì á thịt một bên sốt cà chua một bên nước vừa vừa bằng bên cho nên là mọi người nên xào xăng phần thịt trước cho bớt cái mỡ nên một tí xíu muối cho cái phần bò của mình nó thấm hơn cơ bản là ở nhà mình sẽ thích tự nấu sốt cà chua với khoảng ba lạng thịt bò thì mình sẽ xay cà chua và nấu cho nó bốc hơi ra từ cái lúc mà lỏng lỏng nó sẽ sệt lại một chút nè thì lúc này mình mới bỏ cái phần thịt bò vừa mới xào xong á thêm một tí xíu muối nữa và mình nấu thêm khoảng 15 tới 20 phút cho nó sệt lại lúc này là mọi người thấy cái phần sốt của mình nó sậm màu lại ha cái phần thịt bò và phần nước nó quện với nhau cho nó không bị tách nước nếu mà bạn nào dùng cái hũ sốt cà chua mua sẵn đậm đặc bốc hơi rồi á thì mình vẫn nên xào cái phần bò trước khi bỏ sốt cà chua vô nhé ăn bolognese có hơi ít rau cho nên cho thêm măng tay giống mang theo chế thêm miếng dầu có nấm truffle để chưa mì không có bị dính nếu mà các bạn mang theo nhớ tách riêng ra nha chút hồi để vào thì mỹ nó sẽ nở ra để tới trưa nó bỏ banh ăn dở ẹt còn nếu như ở nhà thì sẽ bỏ thêm phô mai parmesan nữa nha thử cách này thì bolognese tất cả các nguyên liệu đều quyện đều rồi bye bye chồng nhé bye